cây văn khôi Thái, tên tiếng Anh của nó là Sauvigny de Maimason. Chắc chắn là các bạn nhận ra cái màu sắc của lá và cái sự phát triển, nó rất là giống văn khôi cổ của Việt Nam, nên là người ta gọi là văn khôi Thái, không phải là giống văn khôi của bên Thái, mà đây là một cái giống bên nước Pháp, và tên là Sauvigny de Maimason. Giống này phát triển rất là khỏe và kháng bệnh rất là tốt. Nếu như so sánh với văn khôi Việt Nam thì Sauvigny de Maimason phát triển còn mạnh mẽ và khỏe gấp đôi văn khôi của Việt Nam. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn một chút những cái hình ảnh. Và ở đây các bạn có thấy không? Đây là một cái cây hồng trứng, mà sau một cái thời gian hiện tại thì mùa xuân, và sau khi mà thay chậu, thay đất ấy, thì cái cây hồng trứng này đã phát triển rất là nhiều mầm. Các bạn thấy không ạ? Giống hồng trứng là một trong những cái giống mà nó rất là sai hoa. Đã sai hoa rồi mà khi được bật mầm đồng loạt như thế này thì chắc chắn là sẽ có một cây hoa hồng rất là đẹp rồi. Không biết hiện tại thì những cây hoa hồng của các bạn phát triển như thế nào, nhưng mà những cây hoa hồng của mình thì rất là tốt. Và không biết là những cây hoa hồng của các bạn hiện tại thì như thế nào, các bạn có gặp những vấn đề gì về những cây hoa hồng của các bạn không? Các bạn có thể bình luận ngay phía dưới này. Mình rất là bận nên là những cái câu trả lời và những cái câu hỏi của các bạn, cũng như là những cái dòng tin nhắn của các bạn, mình rất khó để trả lời. Nên là mình cũng xin tất cả các bạn thông cảm. Và mình cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và cùng đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Rất là cảm ơn tất cả các bạn. Và mình cảm thấy cũng rất là vui. Và khi mà chúng ta có cùng chung sở thích là yêu hoa hồng, và cùng được chia sẻ với tất cả các bạn những cái kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây hoa hồng, thì có rất nhiều các bạn đã gửi những cái tin nhắn, những cái lời tâm sự cũng như là lời động viên. Thì qua những cái video mình muốn truyền tải với tất cả quý vị và các bạn những cái hình ảnh đẹp, rồi thì những cái giống hoa hồng mới, và những cái điều mà mình biết về những cây hoa hồng. Thì ngoài những cái mà mình muốn chia sẻ ra thì mình cũng đã nhận được lại rất là nhiều những cái lời góp ý, cũng như là mình đã học hỏi được rất nhiều những cái kinh nghiệm khác của tất cả các bạn đã đóng góp. Và hy vọng là chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những cái hình ảnh đẹp, những cái điều hiểu biết và những cái chia sẻ về những cây hoa hồng. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Các bạn xem video thì cũng đừng tiếc một like, và các bạn đừng tiếc một nút đăng ký. Các bạn ấn vào để theo dõi kênh của mình.